Anh em mua con vang này của em đang rẻ hơn thị trường khoảng độ từ 500 đến 800 ngàn. Thị trường thì em thấy anh em đang bán con này từ 3 triệu rưỡi đến 3 triệu 8. Mà thấy anh em quảng cáo là nó cũng hay lắm, hay hơn cả X12. Nhưng em trải nghiệm thấy nó rất là ok. Dựa vào những cái yếu tố như nào thì ta thấy ok. Đầu tiên đối với một cái sản phẩm vang, ngoài cái chất tiếng chúng ta cảm nhận, chúng ta phải nhìn sơ lược về cái chất lượng của linh kiện bên trong. Muốn hay hay không thì cái linh kiện bên trong nó cũng phải ok đã đi, đúng không ạ? Ok thì ở trong em đang thấy là chip tổng thì đang được chạy Adafruit Vivi 21489 này. À, giải mã và mã hóa thì đều được sử dụng chip AKM của Nhật Bản này. Đó. Ngoài ra thì đều được sử dụng những cái linh kiện thì chúng ta đang nhìn thấy ở đây. À, về phần nguồn thì đều được sử dụng IC ổn áp. Và một cái đặc trưng nữa là diode rất là to để mức độ khắc phục hoàn toàn những cái hiện tượng của những cái dòng X. Những cái dòng X hay dùng diode bé cho nên là hay bị cái hiện tượng là lỗi nguồn. Thế nhưng con này sử dụng diode to như này thì hoàn toàn anh em yên tâm. Yếu tố đặc trưng nữa là em đang thấy rằng là có đầy đủ cổng quang, cổng in out, đặc biệt nữa lại có cả cái cổng jacko để cho anh em có thể thu âm hoặc là ghi âm. À, đầu ra có đầy đủ tất cả những cái đầu ra cho anh em, hoàn toàn chúng ta ấy và sản phẩm chính hãng như nên là xe đi xe điếc đầy đủ. Đó. À, có đầy đủ phần mềm nhá anh em nhá. Đầy đủ phần mềm và cài đặt bằng tay đều khá là ok. Thì chúng em sẽ có những cái video hướng dẫn anh em cài đặt phần mềm và cài đặt bằng tay trên cái con vang này. Một điều đặc trưng nữa là toàn bộ con vang thì bên em sẽ đã cài đặt cũng như là nạp sẵn những cái cấu hình để anh em về anh em có thể sử dụng, sau đó bên em có hỗ trợ để cân chỉnh phù hợp với hệ thống của anh em để làm sao đưa ra được cái chất lượng âm thanh tối đa. Đó. 32 bit mã hóa digital effect anh em nhé, hoàn toàn yên tâm về chất lượng. À, đây là cái vị chống hú. Tại sao em lại bảo nó là AKS mà trong khi đó ở đây nó lại là cái tên riêng? À, đối với cái tên thì anh em hoàn toàn có thể đặt hay anh em có thể là kẻ một cái tên nào đó tùy thích. Em thích em cũng có thể in được cái TMX vào đây. Tuy nhiên là dựa vào những cái yếu tố như sau thì chúng ta có thể khẳng định được đây nó là con AKS6200. Đó chính là trên những cái vỉ anh em nhá. Đây AKS vỉ, đây là cái vỉ của cái sản phẩm của AKS người ta làm. Đó nên người ta đã đóng dấu ở đây rồi. EX6200 main V5. Anh em thấy không ạ? Đó, những cái như này thì chúng ta không thể in được lên mạch của người ta. Và đấy là những cái đặc trưng nhất là để chúng ta có thể nhận dạng được. Sản phẩm thì đang nhận phần mềm đầy đủ. Đây. Đó. Tất nhiên là cái phần mềm này bên em sẽ có một cái video hướng dẫn anh em, chứ không có tiếng Trung như thế này thì nó cũng rất là khó để anh em có thể thao tác. Đó. Đấy nha. Đặc biệt là sản phẩm em đang thấy là có hai group mix riêng biệt, có thể chỉnh được giọng nam, giọng nữ và rất nhiều những cái tính năng. Phải nói là rất là ok. Echo và Reverb thì như em cảm nhận là về phần Echo, sản phẩm này được cả hai nhé. Cả Echo và Reverb đều rất là mượt. Echo thì quyện, dẻo, nịnh tiếng, Reverb thì mượt. Anh em chuyên nghiệp hát cũng đều rất là ok. Đây là cái riêng con vang này là cái phần jacko lại có thể cân chỉnh được. Đối với những cái con vang khác thì cái phần jacko không cân chỉnh được, nhưng riêng con vang này có thể cân chỉnh được cái phần jacko để anh em thu âm cho nó được tối đa cái chất lượng âm thanh của mình. Mà không hề bị vỡ tiếng. Rất nhiều. Vậy nếu như anh em muốn mua cho mình cái sản phẩm, sở hữu cái sản phẩm này thì bên em đang bán là 3 triệu. Đó, rõ ràng là sẽ rẻ hơn thị trường từ 500 đến 800. Thị trường đang bán từ 3 triệu rưỡi đến 3 triệu 8. Và sản phẩm bên em vẫn được bảo hành 1 năm. Nha, vẫn được bảo hành 1 năm. Anh em có nhu cầu thì hoàn toàn có thể liên hệ bên em qua cái số điện thoại là 0345 265 888. Rất là chân thành cảm ơn anh em đã có theo dõi video clip này. Chưa.